Hello, xin chào tất cả các bạn Mình là Hải Ninh Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thức chúng ta nhắn tin tự động cho khách hàng tiềm năng Thật là tuyệt vời phải không nào Và mình đã sử dụng cái công việc này trong suốt gần 2 năm qua Trong quá trình tiếp cận khách hàng cũng như là gia tăng được đơn hàng hiệu quả Thông qua việc là mình sử dụng nhắn tin tự động trên Facebook dựa vào các cái công cụ hỗ trợ trong đó thì có các cái công cụ như là inbox baby trên đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách nhắn tin tự động thông qua phần mềm inbox baby này đây chính là biểu tượng của inbox baby các bạn có thể tải app inbox baby về sử dụng và có tài khoản và mật khẩu do đại lý hoặc tổng đại lý của các bạn cấp còn nếu các bạn chưa có tài khoản này thì các bạn hãy liên hệ với hải ninh à, và hải ninh sẽ tư vấn thêm cho bạn về các cái dịch vụ hỗ trợ tăng đơn hàng hiệu quả và thành công trên đây thì các bạn nhìn thấy là có các cái nội dung liên quan đến các tính năng sử dụng trong phần mềm Adobe thì mình đã có những cái video hướng dẫn rất là cụ thể chi tiết cho từng phần tính năng và các bạn hãy xem các cái video này trong danh sách phát của Hải Ninh về phần mềm Adobe nhé Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho bạn về tính năng gửi tin nhắn. Mình sẽ tích vào phần gửi tin nhắn này. Thì trên đây là có những người bạn bè của mình trong list Facebook của mình. Và bây giờ thì thực ra thì mình cũng chia sẻ một chút về phần danh sách bạn bè này. Thì hầu hết những người bạn bè của chúng ta khi mà được xếp vào đầu danh sách này thì hầu hết là những người mà tương tác rất là ít và chúng ta nên ưu tiên gửi tin nhắn để gia tăng cái mức độ tiếp cận khách hàng tiềm năng cho những người mà gì ạ à, chúng ta cái mức độ tương tác của chúng ta ít hơn bình thường để chúng ta có thêm những khách hàng tiềm năng mới thì các bạn có thể sử dụng việc là chúng ta tích 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 vào những cái người bạn bè này của chúng ta và tùy theo những cái nick facebook mà chúng ta lựa chọn để chúng ta tích vào thì các bạn ước chừng khoảng từ 30 đến 50 người mỗi một lần chúng ta nhắn tin và nếu mà để sâu sắc nhất thì các bạn chỉ cần tập trung vào 30 người và mình nói chuyện với 30 người tập trung để đạt được cái hiệu quả trong việc tiếp cận khách hàng một ngày là cũng khá ok rồi ví dụ là mình đã tích những cái bạn vừa rồi mà mình muốn lựa chọn để gửi tin nhắn sau đó thì mình nhấn chữ tiếp tục thì ở đây nó sẽ hiển thị ra một cái nội dung để chúng ta soạn gửi tin nhắn ví dụ bây giờ là thời điểm này đang là sáng sớm thì mình sẽ gửi lời chúc tới các bạn hầu hết thì uh, có rất là nhiều bạn khi mới sử dụng phần mềm đặc biệt là cái phần nội dung gửi tin nhắn hay là ở phần mềm auto nội dung comment thì các bạn lại đã quá là vội trong việc giới thiệu về sản phẩm của các bạn dịch vụ của các bạn Tuy nhiên nguyên tắc để mà chúng ta bán hàng ở việc sử dụng các cái công cụ hỗ trợ này thì hãy nên liên lưu ý với các bạn rằng là để sử dụng hiệu quả và thành công các phần mềm này thì các bạn phải hiểu được tâm lý của khách hàng. Họ không phải là người muốn mua hàng mà họ muốn một người bạn họ muốn thêm người chia sẻ và tâm sự vậy chúng ta cần phải gì ạ? gần gũi và thân thiết với khách hàng thông qua những câu từ uh, comment hay là những câu từ mà đặc biệt trong cái phần mềm inbox bi này là mình nhắn tin với khách hàng để tạo ra một mối quan hệ mới thân thiết hơn gần gũi hơn những ai mà Dạ, chưa từng nhắn tin thì mình sẽ tạo ra mối quan hệ mới những ai mà đã nhắn tin rồi thì mình tạo ra mối quan hệ trở nên thân thiết hơn gần gũi hơn thì cái mức độ mà bạn có được những cái fan hâm mộ hay là những người mà cảm thấy gần gũi và thân thiết với bạn họ sẽ dễ dàng mua ủng hộ sản phẩm cho các bạn và các bạn bán hàng như không bán hàng là ở cái chỗ này vì vậy là mình khuyến cáo các bạn là khi mà sử dụng phần mềm các bạn hãy khéo léo đưa các nội dung làm sao để khách hàng người ta cảm nhận thấy sự gần gũi và thân thiết nhất có thể ví dụ buổi sáng này mình sẽ gửi là chúc tới mọi người thì đôi khi các bạn cũng phải biến tấu đi không nhất thiết lúc nào cũng sáng nào cũng bỏ ra chúc lời um, chúc tới bạn bè có thể là bạn nhắn lúc giữa buổi sáng um, về cái nội dung khác hay là đầu giờ trưa hay là gì ạ? buổi chiều hay buổi tối tùy các bạn đó thì tùy theo cái mức độ mà mà chúng ta muốn thu hút khách hàng như thế nào thì chúng ta sẽ đưa những nội dung tin nhắn uh, để có thể lột tả được cái 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 mục tiêu của chúng ta. Và thực sự thì Hải Ninh cũng rất là tâm huyết và muốn uh, gửi tặng cho tất cả những bạn nào đang là khách hàng của Hải Ninh về một cái khóa học mà chỉ hướng dẫn sử dụng uh, phần mềm inbox một cách có hiệu quả và có chiến lược. À, và hải ninh cũng rất là mong muốn có thể lan tỏa được cái khóa học này cho rất là nhiều những bạn khác mà đang muốn sở hữu cái phần mềm inbox này thì hãy nhớ là liên hệ với hải ninh theo số điện thoại là 0906 926 986 hoặc các bạn có thể click luôn ngay cái đường link phía dưới mô tả và vào page hải ninh của mình để mà nhận được những thông tin hữu ích cũng như là những cái món quà mà trong pet luôn sẵn sàng để mà trao tặng cho các bạn bây giờ thì mình sẽ nhập nội dung tin nhắn ví dụ như là mình sẽ nhắn là uh, chúc tình yêu một buổi sáng tốt lành nhé ví dụ như thế này thì bình thường nếu mà bình thường mình nhắn cho một người thì mình hay là nhắn như thế này nhưng các bạn lưu ý là ở với việc là chúng ta nên nhắn uh, thay đổi cái tên của người nhận tin nhắn để mà đạt được cái hiệu quả cao nhất. Ví dụ như là mình là Nguyễn Thị Hải Ninh thì khi mà mình nhắn tin làm thế nào để gần gũi và thân thiết thì hãy gọi mình là Hải Ninh, ví dụ như thế. Thế thì ở đây thì mình lưu ý các bạn là khi mà mình soạn được nội dung tin nhắn như thế này ấy thì mình hãy để biến name vào. mình xóa đi và mình đặt biến name cho các bạn. Last name tức là lấy cái tên cuối cùng của nick Facebook ví dụ như là mình nguyễn mình là nguyễn thị hải ninh thì sẽ lấy cái last name là hải ninh ví dụ thế chúc hải ninh một buổi sáng tốt lành may mắn ví dụ như vậy thế còn nếu mà rơi vào nick của bạn nào thì tên như thế nào ở phần last name thì nó sẽ lấy trọn vẹn cái phần last name bây giờ thì mình sẽ không để các bạn đợi lâu nữa chúng ta sẽ nhấn tiếp tục và thấy cái kết quả của nó đây thì tất tất cả những cái bạn nào vừa rồi mình đã tích tích ở trong này sẽ đều lần lượt nhận được cái tin nhắn của mình đây ví dụ như bạn vv mình đã gửi thành công này sau đó thì mình có thể chờ vài phút nữa để à, chờ vài giây nữa để chuyển tới bạn tiếp theo là nguyễn ngọc linh đó Thế sau đó lại tiếp tục chờ uh, 8 giây tiếp theo để đến bạn băng hà Ví dụ như vậy Thì cái số lượng mà tin nhắn này gửi Và cái số thời gian chờ nó sẽ ngày càng tăng lên Lý do là để Tránh cho việc là Facebook Nhận diện mình đang sử dụng Một cái phần mềm tự động Và Khi mà mình sử dụng việc nhắn tin tự động Như thế này ấy, cái thời gian giải rỗi Mình có thể làm được rất là nhiều việc khác Bây giờ thì mình sẽ quay trở về Mình check lại cái Facebook của mình nhé Đây là Facebook của mình Mình sẽ check thì các bạn lưu ý là ví dụ như là khi mà các bạn vào Facebook mà nó bị gặp phải phiên bản hết hạn như thế này như vừa rồi cái thông báo ấy hoặc là các bạn sẽ bị đăng xuất khỏi cái tài khoản Facebook và có một cái cảnh báo đăng nhập thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có một cái phần nếu mà trong phần thông báo này của các bạn ấy đấy. Nếu trong phần thông báo các bạn mà có là nội dung là đăng nhập có cái nội dung là đăng nhập từ thiết bị khác thì các bạn sẽ phải nhớ là vào trong đó để xác nhận đó là tôi tức là tôi đang đăng nhập trên thiết bị đó để sử dụng cái phần mềm này Đấy, nếu bạn không đăng nhập thì nó sẽ hiểu là à cái phần mềm này không phải do bạn đăng nhập mà do người khác cố tình đăng nhập thì nó sẽ sẽ loại trừ vì thế các bạn sẽ cần lưu ý nhé trong quá trình sử dụng Đây ví dụ như vừa rồi mình khi mình đăng nhập lại như, các bạn nhìn này Lần lượt những cái người bạn bè của mình đều nhận được những cái lời, lời chúc những cái tin nhắn như thế này Đấy Đấy mình gửi những lời chúc cho các bạn như thế Thì thông thường mình xin chia sẻ với mọi người là Khi mà chúng ta gửi những cái lời chúc xong ấy Đây ví dụ như thế này Thì chúng ta lên tiếp tục có những cái tin nhắn Những cái icon để để cho cái mức độ mà quan tâm tới những người bạn bè mới này trở nên rõ nét và sâu sắc hơn hoặc để hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi để gợi mở để cho khách hàng người ta trả lời tùy theo là cái cái mục đích sử dụng của chúng ta hay là những cái câu mà chúng ta đưa ra như thế nào cho nó hợp lý và cho nó hay thì cái điều này mình cũng đều hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể trong cái khóa học hướng dẫn về sử dụng phần mềm minh bóc baby và các bạn sẽ được học để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt là những cái hàng của mình sẽ được trang bị đầy đủ các cái kiến thức và kỹ năng. Ok như vậy là các bạn nhìn thấy như trên đây là đang là gửi tin nhắn lần lượt, tin nhắn tự động đang được gửi đi. Và với mỗi một cái nick Facebook đây ví dụ như là Trúc Hải này, bởi vì bạn này là Phạm Thị Hải, last name tên là last name ở đây là Hải. Đấy, ví dụ như Hiệp Lý Đỗ thì bạn này đặt last name là Đỗ nên là Trúc Đỗ, ví dụ thế hay là diện lệ duyên thì last name ở đây là duyên thì là Trúc duyên. Thì tất cả những cái tin nhắn này được lần lượt lần lượt được đặt đúng cái tên last name của họ trên Facebook do chính bản thân họ đặt sẽ được đưa đầy đủ vào trong này. Và khi đó khi khi đó thì những cái tin nhắn chúng ta gửi đi nó sẽ không bị trùng lặp quá nhiều. Tức là nó không bị giống y hệt ấy mà nó đã có cái biến đêm chạy vào rồi. Thì cái mức độ hiệu quả mà mình sử dụng đó, phần mềm này nó sẽ đạt được cái tối ưu tốt hơn. Thì trên đây Hà Ninh đã hướng dẫn cho các bạn đấy, về uh, cách gửi tin nhắn tự động ở trên uh, phần mềm email Baby rồi. Và hiện tại thì phần mềm đang gửi được 42%. Đó và chúng ta có thể uh, để uh, nếu mà các bạn muốn để tiếp tục gửi tin nhắn như thế này thì các bạn sẽ bấm vào cái nút ô vuông này ở phía dưới này. Đây nút ô vuông ở phía dưới này và chúng ta sẽ sẽ làm việc khác được bình thường còn nếu các bạn mà sử dụng cái phần mũi tên đây mũi tên này hoặc là mũi tên này ở trên này này hoặc mũi tên trên này thì có nghĩa là các bạn đã thoát ra và nó sẽ không chạy tin nhắn gửi tin nhắn nữa đấy ví dụ mình muốn làm việc bình thường thì mình sẽ gửi mũi tên ô vuông này mình sẽ bấm vào mũi tên ô vuông này và mình làm việc bình thường ví dụ mình vào mình check facebook này đấy rồi mình check tin nhắn này mình xem bảng tin này đó thì thì cái Facebook của mình nó vẫn tự động vẫn tự động inbox cho khách hàng. nó vẫn tự động inbox cho khách hàng bình thường. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy à. Đấy ví dụ bạn bè này mới tinh này, mình có thể vào mình mình thả icon này. Mình chào hỏi. Và để tiếp cận được khách hàng tốt nhất ý, thì là mình cũng nên xem cái nick Facebook này của khách hàng như thế nào. Và sau đó là mình tìm những cái câu chuyện gợi mở để mình nói chuyện với khách hàng Đó Và cái điều tuyệt vời nhất là chúng ta nên ghé thăm vào tường khách hàng Like cái bài viết của họ Đấy. Từ 5 đến 10 bài để tạo ra bão bão like trên cái phần thông báo của họ và mình bắt đầu diện nói chuyện chia sẻ với họ Đấy. việc mà chúng ta bị ao ra cái phần facebook của chúng ta thì uh, thực sự thì nó không phải là vấn đề đâu tại vì cái nick facebook này của mình là vừa rồi là mình um, đang uh, đăng nhập trên nhiều thiết bị và các bạn nên lưu ý là nếu chúng ta đăng nhập ấy, thì chúng ta nên đăng nhập trên một thiết bị thôi thì cái hiệu quả sử dụng nó sẽ là tốt nhất hiện tại mình đang đăng nhập trên máy tính trên hai cái điện thoại ok như vậy thì trên đây là mình đang hướng dẫn đã hướng dẫn cho bạn xong đây đã hướng dẫn cho các bạn xong về cái phần mềm inbox FB với cái tính năng là gửi tin nhắn tự động Ok chưa ạ? Và Hải Ninh xin chúc cho những bạn nào mà đang kinh doanh online Sẽ có được thật là nhiều những khách hàng tiềm năng Sẽ gia tăng được đơn hàng Sẽ gia tăng được doanh thu tài chính Và với những cái chiến lược bán hàng hiệu quả Cũng như là những cái nội dung mà Hải Ninh sẽ chia sẻ trong các khoa học hướng dẫn thì sẽ mong rằng những khách hàng của mình sẽ đạt được cái kết quả tốt nhất. Đồng thời là cũng mong là sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho nhiều bạn bán hàng online khác sẽ có được những cái kiến thức và cái kỹ năng để để bán hàng online hiệu quả hơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. À, nhớ đăng ký kênh YouTube của Hải Ninh nhé và nhớ bấm vào chuông thông báo để nhận mỗi một cái video mới nhất của Hải Ninh để bạn không bị lỡ những cái giá trị và kiến thức tuyệt vời mà Hài Ninh trao tặng cho các bạn nhé xin chào